Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel Ride It On. Có lẽ Kamen Rider Kiss là series có nhiều phần nhất về tất cả những film của anh ấy. Tất cả các film của Kiss đều có câu chuyện cũng như sức mạnh riêng biệt. Và đây cũng là một những series hay nhất trong dạo gần đây, nên thời lượng của nó hơi nhiều so với những series khác. Và không dài dòng nữa, đây sẽ là phần cuối cùng nói về sức mạnh tối thượng của Kiss, vị thần sáng thế Kiss Knight, cũng như sức mạnh của tất cả mọi người, Kiss Warnet. Bắt đầu video nè. 15 giây để quảng cáo cho Ride It On Shop. Hiện tại mình đang có một gian hàng trên Shopee với tên gọi Ride It On Shop. Các bạn hãy gõ từ khóa này sẽ xuất hiện ngay shop mình. Hiện tại mình đang bày bán rất nhiều những sản phẩm liên quan tới Tokusatsu, bao gồm cả Kamen Rider lẫn Super Sentai. Các bạn hãy follow cũng như nhập những mã giảm giá để có được mức giá ưu đãi nhất. Giá cả vô cùng cạnh tranh. Link mình sẽ để ở phần bình luận cũng như phần mô tả video nhé. Kamen Rider Kiss Ryuki Buckle. Đây là film có lẽ ít ai biết được về Kamen Rider Kiss vì nó chỉ xuất hiện trong hai bơ DVD. Với tên gọi cực kỳ thú vị, Kamen Rider Kiss What the Hells Desire and Read Full of Man I Am Oza. Nhân vật chính của tập phim này là Michinaga. Anh ta bị đánh thức bởi Ace và thông báo Desire and Read đã tiến tới vòng cuối cùng. Những người chơi còn sót lại vẫn là những gương mặt quen thuộc: Ace, Michinaga, Keiwa và Neon cùng người dẫn chương trình Sumori. Họ sẽ tham gia một trận đấu cực kỳ hoành tráng với tên gọi Dan Battle để xem ai mới là vũ công tài giỏi nhất. Vừa nghe xong câu nói, Michinaga đã vô cùng bối rối vì nghĩ what the hell chuyện gì đã diễn ra vậy. Vòng chơi đầy biến ảo của thế giới rối loạn này mang tên bài phát biểu của những Kamen Rider, cũng như trận chiến cuối cùng tại vòng chung kết là cuộc đua vượt chiến nghệ vật. Bằng khả năng là một thợ công trường chân chính, anh ấy đã vượt qua Kiss trong một khoảnh khắc, tiến tới chiến nghệ vật cuối cùng để giành lấy sức mạnh. Bên trong một chiếc bệ nhảy là nơi ẩn nấp của một con rắn đang chờ săn mồi. Oza đã gửi lời thách thức tới Rider tím mới nhất của hiện tại là Kamen Rider Buffa. Trận chiến giữa cả hai diễn ra hết sức căng thẳng cho đến khi Buffa thật sự thức tỉnh được bản thân mình mới có thể đánh bại được Oza. Để công nhận, ông ta đã trao cho Michinaga Aoza V Rare Buckle trước khi biến mất vào Mirror World. Trận chiến vẫn chưa hề kết thúc. Kiss bằng một thủ thuật nào đó đã đánh cắp được chiếc Ryuki Buckle từ tay của Tycoon, khiến anh ta cũng vô cùng ngạc nhiên. Tycoon cũng đã nhớ lại những sự kiện mình xảy ra trong vòng chơi trước và biết tại sao mình mất đi chiếc Buckle quý giá được tặng từ Kido Shinji trong movie VS Kamen Rider Revive. Anh ấy đã được Kido Shinji trao tặng Buckle với sức mạnh của Ryuki. Đáng tiếc những chiếc Buckle màu đỏ có sức mạnh từ lửa luôn rơi vào tay Kiss giống như bút vậy. Kiss tận dụng chiếc bất cầu này để Henshin thành hình dạng Kiss Ryuki Form. Phần thân dưới không có gì thay đổi do thiết kế của bất cầu chỉ mang tạo hình phần thân trên. Phần thân trên của Kiss là bộ giáp được tinh gọn lại từ Kamen Rider Ryuki một cách đầy design rich và hợp thời hơn hẳn so với bộ giáp cồng kềnh của Ryuki. Vẫn giữ nguyên bộ giáp sắt cũng như phần miệng là biểu trưng cho Kamen Rider Ryuki, nhưng do không có khả năng sử dụng card nên anh chỉ tận dụng nó bằng chiếc bất cầu trên phần thắt lưng Design Driver mà thôi. Kích hoạt để tạo những vũ khí đặc biệt như Sword Vein, trao cho anh một thanh đồ long đao để tấn công đối ngược lại với sức mạnh của Michinaga từ Kaoru Oza. Thậm chí anh còn sử dụng được Trident tạo ra một đầu rồng để tấn công áp đảo Michinaga trong khoảng cách tầm trung. Điều này thật khốn khổ cho người đấu thủ của anh. Bản chất Oza chỉ có mỗi thanh gươm chứ chẳng có nhiều vũ khí hỗ trợ như hình dạng của Kiss. Tận dụng tất cả gì mình có, nhưng cả hai Raider đều chiến đấu ngang tài ngang sức. Đòn tất sát của anh là Ryuki Strike. Anh thực hiện một cú đá với mảnh lông xung quanh giống với Kamen Rider Ryuki thẳng vào hướng kẻ thù của mình cùng với ngọn lửa rồng thiên. Nhưng đáng tiếc vòng chơi này người chiến thắng lại là Michinaga. Mark 9. Set ignition. Dynamite. Boost. Geeks. 9. Ready. Không thể giải cứu mẹ mình bằng sức mạnh của Mach 3, anh đã dần kiệt sức và rơi thẳng xuống mặt đất. May mắn nguồn sức mạnh hủy diệt này đã bao bọc Kiss và đưa anh vào ảo mộng của bản thân. Nơi này anh gặp một chàng trai với chiếc mặt nạ cáo. Anh ta hỏi mong ước của Kiss là gì, thứ sức mạnh mà anh hằng mong muốn có phải là sức mạnh hủy diệt hay không. Kiss đã do dự, nhưng với tình yêu dành cho mẹ cũng như tất cả những người chơi trong Desire and Read, anh đã chọn sức mạnh của sự hủy diệt. Nhưng nó là hủy diệt và rồi sáng tạo ra những thứ mới. Câu trả lời của anh liệu có làm hài lòng nhân vật bí ẩn với chiếc mặt nạ cáo. Anh ta rời đi, nhưng ẩn sau tấm mặt nạ đó lại ẩn chứa gương mặt của Ace. Đây là tiềm thức của anh, thức tỉnh phần còn lại của bút Mach 3 để đối mặt với tên Sue trong hình dạng của Color Gazer.
Hắn ta đã tận dụng tất cả nguồn sức mạnh cuối cùng của mẹ Kiss để thực hiện Grand Aim. Thế giới đã bị reset, tất cả những người hỗ trợ đã về với tương lai, cũng như những rider khác đã mất đi sức mạnh của Desire Driver, chỉ còn lại Ace trước mặt của Sue. Anh một lần nữa tiến bước, tách đôi bút mặt ba và chuyển hóa hai phần cắm vào Desire Driver. Khẩu lệnh Revo On vang lên, hình dạng cáo chín đuôi đã được xuất hiện trên Desire Driver. Kiss Nine, một sinh vật trong truyền thuyết của Nhật Bản. Cáo chín đuôi, Kiss Nine được bao phủ bởi tông màu của mắt ba là trắng và cam. Phần thân trên của mắt ba đã chuyển xuống thành phần thân dưới. Một bộ giáp với hình tượng con cáo đã tách rời từng bộ phận của nó để tạo thành phần thân trên cũng như gương mặt của Kiss. Vẫn giữ nguyên được thiết kế đơn giản Kamen Rider Kiss. Anh được bao phủ bản thân bằng một bộ giáp trắng với những viền cam, cùng với những chi tiết kim loại và phần vai và ngực của anh có vẻ là những điểm tương đồng được mở ra, thể hiện phần nào sức mạnh sáng thế đang được khai mở từ trong người của Kiss. Anh có một tấm áo tròn là chính chiếc đuôi của mình được bao phủ phía sau. Nó được tập hợp từ nguồn năng lượng xanh tỏa ra từ mặt đất và kết hợp thành tấm áo tròn của Kiss. Gương mặt của anh hung tợn hơn, thể hiện rõ uy nghiêm của một vị thần. Phần bụng của Kiss được điểm tô bằng biểu tượng hủy diệt của Fire, nhưng đây có thể chính là phần biểu tượng của Revo On đặc trưng của Kiss. Về phần sức mạnh, đối mặt trước kẻ thù có thể xem là mạnh nhất, Zue trong ngân dạng của Gazer, hắn ta tận dụng hoàn hảo chiếc Vision Driver mang lại, nhưng trước mặt của một vị thần, tất cả công nghệ của con người đều thật nhỏ bé. Kiss phá hủy tòa nhà mà cả hai đang đứng, tái thiết nó trước sự ngỡ ngàng của Sue. Hắn ta vẫn chưa hết ngạc nhiên thì anh đã lặng lẽ đi từ không trung xuống mặt đất. Những bước chân trên không khí của Kiss càng làm tôn lên sức mạnh của một vị thần. Bản năng cáo linh hoạt và nhanh nhẹn của Kiss vẫn được giữ nguyên, tránh né tất cả những vật thể bay do Gazer điều khiển và tấn công Kiss từ khắp mọi hướng. Khả năng sáng tạo và quỷ diệt của Kiss cũng được thể hiện trong toàn bộ trận chiến. Anh có thể phá hủy và lập tức tái tạo bất kỳ vật thể nào mà anh chạm vào, cũng như dùng ý thức của mình để làm việc tương tự. Cảm nhận được quyền năng sáng thế của Kiss Nine, Gazer đã chuyển qua kế hoạch phòng thủ. Hắn ta tạo một hàng rào gồm 5 chiếc lá chắn được tạo ra từ nguồn năng lượng laser, nhưng tất cả chúng đều đã bị xuyên phá bởi vũ khí mà Kiss triệu hồi nên. Khẩu Buster QB9 có phát âm giống với từ cáo chín đuôi. Vũ khí này vẫn là khẩu Magnum Shooter, được đổi tông màu thành trắng và cam. Thay vì chuyển hóa thành một khẩu rifle, nó sẽ giúp Kiss có thêm một thanh gươm mọc ra từ phần trên của khẩu súng. Tạo hình cực kỳ tiện lợi này giúp Kiss tấn công kẻ thù từ rất nhiều phạm vi khác nhau. Những phát bắn cũng như những nhát chém từ gươm và súng đều được bao phủ bởi ngọn lửa xanh từ cáo chín đuôi. Ngoài ra, tấm áo tròn của Kiss cũng giúp anh tạo ra những chiếc đuôi cáo khống chế kẻ thù, vô hiệu hóa chuyển động của chúng. Một số quyền năng khác, khi trở thành một vị thần thực sự, Kiss còn phá bỏ được quyền lực thời gian từ Regard Omega của Sue, nhưng bản chất lúc đó anh đã gần như trở thành một thực thể bất hoại rồi. Đoạn tất sát của anh, Woods Night Victory, Kiss bao phủ bản thân bằng ngọn lửa xanh, tụ nguồn năng lượng vào đôi chân của mình để kết liễu kẻ thù bằng cú Rider Kick trứ danh. Vị thần tại thế giới của Kiss cũng là bản thân anh, với sức mạnh sáng thế từ Kiss Nine. Trong movie Kamen Rider Kiss và 4A khác nhau, anh đã phải đối mặt với kẻ sát thần Mela và Melo. Bọn chúng đã có kế hoạch vô cùng tỉ mỉ để đánh bại một vị thần, tách thế giới của Kiss làm 4 cũng như bản thân anh sẽ trở thành 4 bản thể. Bọn chúng đã dùng những mưu hèn kế bẩn của mình để lấy được sức mạnh từ ba Kiss, chỉ để lại Kiss của trái tim, của sự vô dụng, của tất cả gì có thể xỉ vả. Đó không phải là một mối lo ngại, bọn chúng cũng chẳng quan tâm tới Ace còn sót lại đó. Chỉ cần sức mạnh của ba Ace, sức mạnh, trí tuệ và may mắn, hắn ta cũng đủ tạo nên Rider tối thượng, Ace Kiss. Chỉ còn lại trái tim, chúng ta sẽ làm gì với tiếng đàn harmonica? Trong lúc thế giới đang chìm trong sự hỗn loạn, Kamen Rider đời tiếp theo, Hotaro Kamen Rider Gacha tham chiến để hỗ trợ Tanba, đưa cho máy một chiếc chemi cạc trống. Nó đã cộng hưởng với Kiss của trái tim, tạo nên một chiếc bất cồ đặc biệt kết hợp với ý chí của tất cả mọi người, kèm với một chiếc Core ID 7 màu. Sức mạnh tất cả những Rider trong Desire Red Ridge đã tụ hợp vào người của Kiss trái tim. Anh sẵn sàng khiêu chiến cả Ace Kiss, mặc dù biết cơ hội thắng của mình là rất mong manh. Kết hợp chiếc bất cồ cũng như chemi cạc chứa sức mạnh của toàn bộ mọi người và Boost Mark 3, anh đã tạo nên Kiss Wanted, nửa dưới của Boost Mark 9 hay là Mark 3 được chuyển dời xuống. Phần vai và cơ thể của anh là biểu tượng của những Rider khác. Gương mặt cũng thể hiện tông màu tất cả những người còn lại. Kiss Wanted, tất cả ý chí hòa lại là một, chúng sẽ được cộng hưởng bằng trái tim.
bằng ý chí không bỏ cuộc của A hết. Có được trái tim đồng cảm và thấu hiểu tất cả mọi người, anh đã liên kết sức mạnh của tất cả những rider. Mặc dù kỹ năng của bản thân là vô cùng yếu kém, nhưng trong trạng thái này anh vẫn thể hiện khả năng chiến đấu cực kỳ mãn nhãn, đánh cho tên X-Gib không thể nào chống đỡ. Nó không phải là sức mạnh tuyệt đối, cũng chẳng phải là sự hủy diệt hay sự sáng tạo. Sức mạnh đó đến từ tất cả mọi người, kỹ năng thượng thừa mà họ đúc kết trong toàn bộ trò chơi Desire Red, chứ không phải là một kẻ chỉ đến từng thế giới với mục đích dạo chơi và hủy diệt như tên X-Gib đã làm trong cả cuộc hành trình của hắn. X-Gib cho dù đã quá khổng lồ cũng không thể nào thoát khỏi đòn tấn công cuối cùng. One Net Victory. Tất cả biểu tượng của những rider khác, anh tung một cú rider kick với nguồn năng lượng cầu vòng bao quanh, xoay chuyển nguồn năng lượng cầu vòng và dứt điểm kẻ thù bằng một cú đá cực mạnh. Chúng ta đã hoàn thành mục tiêu 10.000 subscriber. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ kênh mình từ ngày đầu tới tận bây giờ. Chúng ta sẽ cùng đến mục tiêu tiếp theo là 2.000 subscriber. Nếu bạn thấy video này hay, hãy like và subscribe để mình đạt được cột mốc đó nha. Và cũng như mọi khi, đây là kết thúc video. Mình là Rider On. Thanh Quá Trinh. Hẹn xin.